Rồi trại bò giống Vinh Nguyễn, Mang Thích Vĩnh Long xin chào cô chú chị và các bạn gần xa. Hôm nay trại mình có về lô này 16 con đực kem lỡ nha. Sỏ già mất rồi. Từ 8 tới 10 tháng tuổi. Từ 8 tới 10 tháng tuổi nha. Bò thì xương sốc rất là dày đòn nha. Cái này cô chú chị về nuôi dỗ béo là rất là mau vô thịt. Lô này 16 con. Để mình quay sơ lược cho cô chú chị xem mà. Tháng tuổi thì tầm 8 tới 10 tháng nha. Chiều cao nó là từ 1m15 cho tới 1m2 bò. Cân nặng là từ 230kg hơi tới 250kg hơi. Từ 230kg hơi tới 250kg hơi nha. Mình báo số ký, số tháng tuổi, chiều cao cho cô chú chị để biết con bò nó bự hay lớn. Con này là 245kg hơi nè. Từ 230 nha. Từ 230 tới 250kg hơi. Chiều cao là từ 1m15 tới 1m2 bò. Trong này có con cặp ba bi nha. 16 con, 14 con kem, con cặp ba bi. Anh chị ưng ý con nào cặp nào trong video này thì liên hệ với mình, trại mình ở Mang Thích Vĩnh Long nha. Rồi mình quay kỹ mận nó cho cô chú chị xem. Giá tiền là 17 triệu một con. Lô này là 17 triệu, con nào cũng 17 triệu hết nha. Mày phải tiền phải của chú chị, bự bò bành, bò bự bành bành thôi. Thì bò đực dỗ béo nha. Pháp kem. 14 con pháp kem, có 2 con ba bi. Anh chị gần xa thì cần bò thì liên hệ với mình nha. Đủ cỡ bò cho cô chú chị mình lựa chọn luôn. Mày được 7 con siêu sáng. Đóng bò bên lực nha. Cô chú anh chị gần xa cần bò được đuôi dỗ béo và được lỡ liên hệ với mình nha. Cảm ơn chị rất là đông. Hôm nay mình rảnh quay cho cô chú anh chị xem cái lô này là 16 con, 14 con ba bi, ủa 14 con kem, 2 con ba bi, giá là 17 triệu con. Trời về rất là đông bò, đủ cỡ luôn, 9, 10 triệu, 11 triệu cũng vẫn có. Thì xin cảm ơn cô chú anh chị gần xa đã tin tưởng và ủng hộ trại nha, trại rất là đông. Về đủ cỡ cho cô chú anh chị lựa chọn. Rồi chúc cho bà con mình chăn nuôi thành công nha. Có bò đực lớn alo mình. Mình thu mua bò xịt số lượng lớn nha.